Xin chào các bạn đến với kênh Nhạc Cụ Đàn Hương. Hôm nay sẽ làm một video test một cây đàn bầu cho chú Thanh ở Đồng Nai nhé. Đây là một cây đàn bầu hương gấp. Đây này. Nó có sẵn loa và máy bên trong nha. Chỉ cần bật lên là chơi thôi. Cần khá đẹp. Đây, cần rất là dài nhé. Đẹp. Cần này mình khuyến cáo là chỉ tầm 40 phân đấy, nhưng nhiều ông đòi 60 phân chơi sao được, 60 phân lấy cổ đầu ông sao ông đánh được. Nhiều ông cứ thắc mắc hỏi cần phải 60 phân, chạy đổ cần 60 phân thì chơi kiểu gì. Cần nó chỉ tầm 40 phân đổ lại một tí thôi nha. Nó mà dài quá khi mình, ví dụ mình lên nốt la này. Đấy, la òn nó phải về òn luôn. Nó mà dài quá hay dẻo quá thì lúc la òn nó không về la òn này. Đấy, rất nhiều ông kêu cần 60 thì chả hiểu cần 60 chơi kiểu gì mà cũng không có cần 60 thị trường đâu nhá. Cần 60 khi mà về mà cần dẻo quá, ví dụ. Đây là nốt la òn này nó phải về la òn luôn. Về nó phải hơi cứng cứng một tí, về nó không bị rung nó bị lạc lốt. Đấy, cần nó phải hơi cứng một tí, nó không được mềm quá, không được cứng quá, cứng thì quá thì không lên nổi nốt đó. Cây này thì sẵn loa máy bên trong thì bật lên là chơi thôi nha. Cái này thì có giá là 2.3 triệu nhá, mình nói giá luôn nhá. Ai mua hàng thì vui lòng liên hệ mình Zalo ở trên video nhá. Xin cảm ơn các bạn xem video.